bạn vợ đang đứng tung tăng ở trước cổng á, anh nhìn ồ gái. Nói với bạn đi theo. Ồ nhỏ mất mặt mà sao thấy quen quen. Cái là rút điện thoại ra coi lại trong Facebook thì hóa ra đã kết bạn trong Facebook rồi. Cái em nói thôi anh để em trả tiền cho. Thôi em học sinh em làm gì có tiền mà em trả tiền. Thôi để anh đi làm cho. Cái em nói thôi kỳ để em trả cho anh. Thôi vậy em trả đi em. Tự nhiên ảnh giống như anh thùng rơm vậy. Rồi cuối cùng em là trả tiền xong mai mốt đi coi phim thì em cũng trả tiền luôn. Em nói chung là thất vọng vì ảnh á. Dạ đó hả? Dạ đòi cưới thôi. Chứ em cũng chưa. Ủa sao mà em chấp nhận cho anh cưới vậy? Em đi coi bói, thầy bói nói hai đứa hợp giàu lắm em cưới luôn. Có hồi hộp có run rẩy điều gì không? Dạ, không. Cũng hơi hồi hộp đúng không? Hỏi cho một tràng pháo tay để khích lệ đi. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Đoàn Quốc Anh. Năm nay 29 tuổi, em hiện đang là kỹ sư nông nghiệp. Em chào anh chị, em tên là Nguyễn Lê Anh Thư, năm nay em 23 tuổi. Hiện thì em đang kinh doanh váy cưới. Không biết là cái váy cưới này có phải là ở tìm em không ạ? Váy cưới này là đám cưới em bận. Wow. À vậy cái vương miện như... vậy luôn hả? Dạ không, là của anh make up cho. Rồi, hai em hãy cho anh biết là cái tình yêu của hai bạn bắt đầu từ khi nào? Và lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên gặp nhau thì nó hơi phức tạp. Tại vì chồng thấy vợ trước rồi vợ mới thấy chồng sau. Ủa là sao? Có nghĩa là cách đây 3 năm thì em có đi chụp hình dạo ở công viên Lê Thị Riêng á. Thì lúc mà em ra cổng thì em thấy bạn vợ đang đứng tung tăng ở trước cổng á. Em nhìn ồ gái. Ồ gái. Nói với bạn đi theo. Ồ nhỏ mất mặt mà sao thấy quen quen. Cái là rút điện thoại ra coi lại trong Facebook thì hóa ra đã kết bạn trong Facebook rồi. Mà là thấy là ngoài đời nhưng mà cũng chưa có biết gì nhau hết. Thì sau đó mới về mới bắt đầu đi like hình của bạn vợ. Bắt đầu like dạo. Dạ like dạo. Like đến một hôm á thì thấy bạn vợ like lại. Cái là bắt đầu mong men qua làm quen, rủ em ơi đi chụp hình đi. Cái là đồng ý hẹn nhau ra cà phê để bàn kế hoạch chụp hình. Thì đó là lần đầu tiên vợ lại gặp chồng. Rồi vậy thì cái ngày mà em nhận lời làm người mẫu cho anh này thì em thấy ảnh sao? Ở trên Facebook á, thì thấy ảnh cũng được, cũng khá khá. Mà trước hôm chụp thì tụi em đi cà phê bàn concept chụp hình. Cái em ngồi quán cà phê em đợi anh đi vô. Em nhìn từ xa, em thấy trời ơi, sao già dữ vậy trời. Bận áo sơ mi nha, quần tay à. Quắt xách cái giỏ đi, đem mất kiến đi vô. Em nói trời ơi, già quá, không được. Cái tới gần một xíu, cái em nhìn trời ơi, sao mặt lũng lỗ, mặt gỗ quá trời. Em mất cảm tình lắm. Với lại ảnh nói cái giọng ảnh chép vậy nè. Giống như nhiều chuyện vậy đó. Đó, em không có thích lắm. Cái ngồi nói chuyện có bạn em đi theo nữa. Xong tính tiền cà phê. Cái em nói thôi anh để em trả tiền cho. Thôi em học sinh em làm gì có tiền mà em trả tiền. Thôi để anh đi làm cho. Cái em nói thôi kỳ để em trả cho anh. Thôi vậy em trả đi em. Tự nhiên ảnh giống như anh thùng rơm vậy. Rồi cuối cùng em là phải trả tiền. Xong mai mốt đi coi phim thì em cũng trả tiền luôn. Em nói chung là thất vọng vì ảnh lắm. Vậy đó hả? Rồi sau đó thì như thế nào? Sau đó thì cũng có rủ đi chụp thêm 2-3 lần nữa. Rồi có một thời gian không gặp nhau. Năm vừa rồi em quay về em đòi làm quen rồi đòi cưới luôn. Ồ vậy đó. Ủa vậy tụi em quen nhau bao lâu? Em quen nhau được 1 tháng là anh đòi cưới rồi. Nhưng mà biết nhau bao lâu? Biết nhau phải hơn 1 năm lận. Có nghĩa là biết nhau hơn 1 năm. Xong rồi xa nhau cũng gần 1 năm. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi gặp lại nhau đúng 1 tháng là cưới luôn. Dạ đòi cưới thôi. Chứ đòi em cưới. Cũng chưa. Ủa sao mà em chấp nhận cho anh cưới vậy? Em đi coi bói, thầy bói nói hai đứa hợp giàu lắm em cưới luôn. Trời ơi. Rồi mấy nay thấy sao? Giàu chưa? Thấy được chưa? Thấy cũng khá khá thôi chứ. Nói gì đúng rồi. Cưới bao lâu rồi? Cưới được hơn nửa năm. Vậy thì sau khi các bạn cưới nhau về thì vỡ mộng gì về người bạn đời của mình? Cực kỳ nhiều luôn. Phải không? Kể nghe đi. Anh nhiều chuyện lắm. Trời ơi, chùm nhiều chuyện luôn. Anh nhiều chuyện còn hơn em nữa. Vậy hả? Ví dụ như đang nhà hàng xóm mà gây lộn nha. Ngồi bật dậy, chạy xuống, bắt đầu tắt đèn trong nè, đóng cửa là rình có ai nhiều chuyện không lên kể em nghe. Trời ơi, vụ hai người chửi nhau quá trời luôn em. Chà bà tám chửi nha. Rồi đi ngoài đường nữa anh, cái ai mà đụng xe hay gì đó, anh không có dừng lại, quay. Đi em lo đi, lo dòm, những biết cái ông quay là ông dòm. Không có nhiều chuyện chùm luôn. Rồi em lúc mà đám cưới đó thì bạn bè của ảnh cấp 2, cấp 3 hoặc đại học tới chúc mừng xong rồi còn nói chồng em nhiều chuyện lắm á Thư. Mà em đâu có tin, bây giờ em tin rồi đó. Nhiều chuyện là có từ hồi cấp 1, cấp 2 tới giờ luôn đó, đúng không? Ôi sao toàn là những cái tính đáng yêu không vậy? Còn nổ nữa. Em có một người bạn, người ta đi du học ở Nhật về. Cái hôm đó ảnh về rồi xong cái vợ chồng em đi ăn uống chung với ảnh. Cái vô cái xong anh này vô chào anh. Em nghe nói anh bên Nhật mới về phải không? Ừ đúng rồi em. Có anh ở chỗ nào? Anh ở Osaka. Em cũng ở Nhật đó, nhưng mà không ở Osaka. Ở đảo khác à. Nhưng mà nha, ở Osaka dân cư vậy đó nha, không có bằng bên em. Rồi không khí sao, anh kể như đúng rồi vậy em nghe. Xong em im, em không nói, em về mà ủa anh đi Nhật nào anh không kể em nghe vậy? Anh đi nào em?
anh chưa từng đi luôn. Bạn anh đi về kể nghe. Còn gì nữa không? Cũng ngáy quá trời, ngáy cuộc đời em chưa thấy ai ngáy lông trời lỡ đất như ảnh hết trơn đó trời. Tối á là em mới phân công nha, anh quay mặt qua bên kia nha, đừng có quay qua hướng em, ngáy em ngủ mới được. Ừ anh biết rồi. Anh ngủ khoảng chừng nửa tiếng sau là anh quay qua, anh đưa cái mỏ ngay lỗ tai em luôn. Bắt đầu anh ngáy mà em ngủ không có được, cái lấy tay em che miệng anh lại. Cái anh tỉnh, anh xin lỗi giờ. Anh không ngáy nữa. Thấy không? 5 phút sau ngáy y chang vậy rồi. Bây giờ cưới về rồi thì thứ bảy chủ nhật anh hay về với em. Còn mấy ngày anh không có ở Sài Gòn chung với em á thì em nằm ngủ mà em nằm mơ em còn nghe tiếng ảnh ngáy nữa. Em ám ảnh đến mức độ như vậy luôn. Rồi xong rồi cái bạn bè gặp em á, Thư ơi sao dạo này mắt mày thâm quầng dữ vậy? Nó ngủ được khỉ gì đâu. Tối ngày cứ nghe tiếng nó không ngủ không có được. Em có cách nào trị không? Không còn cách nào hết trơn vậy. Thì đem đi khám thì người ta nói là bây giờ ôm chăn mền chiếu gối vào trong tay mũi họng đi. Ngủ đó một đêm cho người ta đo. Là đo đêm 3 triệu. Nếu mà bị á là phải giải phẫu, tốn thêm còn khoảng hai mấy triệu nữa, hình như em nhớ là 28 triệu á. Rồi ông ngáy vô đã đi. Rồi thôi bây giờ để ngáy luôn đi. Đúng đi. Sống chung với lũ. Em hiểu. Chắc tiếc tiền lắm, em tiếc tiền lắm. Ồ vậy đó hả? Anh hỏi luôn nè, chồng em đi làm xa như vậy để em ở nhà mình như vậy. Vậy thì ông xã em có ghen không? Em nghĩ là ghen ngầm á. Không lộ. Không có lộ, không có dám nói vậy đi. Có một lần em đi chơi với bạn em về, cái em chụp hình check in là có cái dính cái chìa khóa thôi. Anh về em nói thằng đó đi Exciter hay là No 4 nè nha. Hỏi sao anh biết? Nhìn chìa khóa là biết rồi. Cái em không nói nữa, anh nói lần sau anh mà thấy đi với thằng nào nha, anh mà bắt được anh quýnh liền luôn, quýnh tại chỗ luôn. Sao anh không quýnh em đi mà ngu sao quýnh em. Em quýnh anh lại. Chỉ vậy thôi chứ không có cằn nhằn. Bây giờ trước khi mà anh hỏi cái mong muốn thay đổi của hai người thì anh cho em một cơ hội nữa đó. Anh còn cái tính xấu gì nữa không? Đi lên trên Tây Nguyên đi làm á, cái ảnh hay nhắn tin cho em đó, mà em thì em không có thích nói nhiều trên mạng lắm. Em thích ra ngoài gặp mặt nói chuyện vui vẻ hơn đi. Có hồi em đi chơi em đang làm gì cái vợ yêu ngủ ngon, vợ yêu ăn cơm chưa, vợ yêu vậy đi đâu đó. Em cảm thấy phiền ông này thì về giận lộn. Em anh nhắn tin em phải trả lời nha. Mà em thì em lại muốn là anh về với Sài Gòn chơi với em hơn là ở trên đó. Nhắn tin vậy thêm bực thêm mất thịt. Ví dụ thứ bảy chủ nhật lễ vợ chồng người ta đi chơi, em ở nhà đã bực bội rồi, còn ổng là ăn ngon ngủ ngon em không có. Nhưng mà lý do gì tại sao em không về được? Tại vì cái công việc là nó theo cái thời vụ á, thì đúng cái thời vụ thì mình phải đi làm thôi. Còn bình thường thì vẫn về được thứ bảy chủ nhật. Tức là thường là ảnh về thứ bảy chủ nhật, nhưng mà dạ, con cũng có những lúc là thứ bảy chủ nhật anh không về. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái chuyện không về có thường xuyên không? Cũng tùy, thí dụ như trong cái tháng đó là kiểu như là cây cối với chở nó bệnh hay sao đó thì ảnh đi sâu quá anh không về với em được. Những lúc vậy là khó chịu. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em cũng hy vọng là ảnh về Sài Gòn ở với lại hai bên gia đình cũng mong có con lắm, nhưng mà em ở nhà cái nhà có một mình không có ai hết trơn á. Ví dụ như em lúc em ví dụ mà có em bé đi rồi ở nhà không có chồng phụ giúp em hay cái gì đó, em cũng băn khoăn lắm. Em chưa có em bé chưa muốn đúng không? Dạ. Là mong muốn thay đổi là cái công việc thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn em thì sao? Nói chung là muốn vợ thể hiện tình cảm nhiều hơn với chồng xíu. Đó nghĩa là nhắn tin nhắn đi lại. Đáp lại cái, cái tin nhắn của mình. Với lại thoáng chút chứ đừng tiết kiệm quá. Em chị hỏi nè, em đánh giá em giỏi không? Em yêu cái công việc của em không? Dạ nếu mà về công việc thì yêu, nhưng mà còn giỏi hay không thì hên xui. Tại vì chị thấy rồi nè, thực ra bây giờ kỹ sư nông nghiệp á ít lắm. Mà bây giờ em biết ở đó cái tình hình mà gọi là về thực phẩm của mình ở đây á, nó đang cái tình trạng mà báo động như thế này á. Thì với những người mà kỹ sư như chồng em á, không những là cần thiết cho riêng bản thân em mà cần thiết cho rất nhiều người luôn. Thì thành ra là cái thời gian này á, chị nghĩ là cái ước mong của em là chính đáng chứ nó không có gì sai hết. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rộng ra một chút xíu nữa thì nếu như anh ấy thực sự là một nhân tài đi, mà bây giờ anh ấy bỏ cái công việc của anh thì nó quá phí. Phí cho mình và phí cho rất nhiều người. Đó. Còn tại sao tụi em không nghĩ tụi em có một căn nhà nhỏ trên Tây Nguyên đi? Đó là chị nói ví dụ vậy ha. Đó là về cái ước mơ của em đối với ảnh. Thì nó sẽ giữ được rất nhiều thứ. Giữ ảnh cho tất cả mọi người, giữ ảnh cho cái nghề của ảnh. Còn cái ước mơ của ảnh theo chị là tương đối chính đáng. Có nghĩa là trên Tây Nguyên á, cũng buồn lắm chứ không có vui gì đâu. Nhiều khi gặp hôm nào trời lạnh nữa, nhớ vợ. Thì khi nhắn tin cho mình mất cái gì mình không nhắn tin lại. Biết đâu chị ở trên đó thiếu gì, gái Tây Nguyên cũng đẹp lắm. Không, nhưng mà ảnh còn nhắn tin cho em là có trong lòng ảnh chỉ có em thôi.
thành ra nếu mà kệ chồng mình nhắn tin cho mình thì mất cái gì đâu mà mình không nhắn lại. Chị thấy là cái con đường mà chồng em đang đi á, trời, chị trân quý dễ sợ luôn á. Hiếm lắm em. Hiếm lắm á. Anh nghĩ là hai em sẽ có thời gian để mà ngồi mà tính cái tương lai như thế nào nha. Xin cảm ơn hai em. Dạ anh chị. Trời ơi, đây là một người phụ nữ dễ vỡ, mong manh nè. Người ta đang gọi là không phải là đi một mà là đi hai người đó. Hai người em nhìn em nghĩ rồi. Trời ơi, cưng quá vậy. Mấy tháng rồi con? Dạ, trước khi con trả lời câu hỏi cô thì cho con xin được xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là Phương Trinh Jolie và hôm nay thì mình đến cùng với ông xã của mình là Lý Bình. Cũng xin chia sẻ cái niềm vui là Trinh hiện tại là đang có em bé 23 tuần. Dạ. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Và hôm nay thì rất là vui khi mà được tham gia cùng với chương trình. Xem chương trình này cũng rất là nhiều rồi mà hôm nay thì vui lắm khi mà được gặp lại cô. Từ chương trình lâu lắm mà mình thi Bolero hết cô đúng ha. Đúng rồi, đúng rồi. Còn anh Tuyên thì hôm nay lại có duyên với anh. Tại mình gặp nhau hoài. Hồi nãy ngồi phía sau sân khấu thì nghe nói về anh Mr. Bean. Đó thì cũng có nghe nói là anh đang phải làm một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Đó, thiêng liêng đó. Dạ, em cũng xin chúc cho anh Bean là sẽ thành công trong cái nhiệm vụ của mình. Nè nhưng mà biết sao không con, bây giờ mình phải theo đúng format nè. Con biết là ai thì cũng biết Trinh với Bình rồi. Dạ. Thế nhưng mà bây giờ đúng cái format á là mình phải một cái lý lịch trích ngang nè. Đó. Dạ. Như mình tên gì nè, tuổi mình bao nhiêu nè, cái địa bàn hoạt động của mình á. Dạ. Bây giờ là phủ sóng ở cái mảng nào, ca sĩ hay là diễn viên điện ảnh hay là chuẩn bị làm mẹ bỉm sữa ví dụ vậy đó. Dạ. Rồi. Cho Trinh xin được bổ sung là họ tên đầy đủ cúng cơm của em là Nguyễn Ngọc Phương Trinh. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố, lúc đó là gọi là thị xã Long Xuyên thôi, nhưng mà hiện tại là lên thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. Năm 17 tuổi thì em khăn gói lên thành phố Hồ Chí Minh để học lớp 12 và thi thế truyền hình. Năm nay là Trinh nhiêu tuổi? Năm nay là em vừa tròn 35 tuổi đó. Hiện giờ công việc hiện tại. Công việc hiện tại của Trinh thì trước đây mọi người biết tới Trinh là một diễn viên và ca sĩ. Và Trinh có kinh doanh thêm về mặt hàng mỹ phẩm. Hiện tại thì Trinh cũng tạm thời không có nhận nhiều show. Nhưng mà khi mà sinh em bé xong chắc là khi nào mình bình phục thì sẽ mình đi hát và đóng phim lại. Còn hiện tại thì Trinh vẫn đang duy trì công việc kinh doanh của mình. Cảm ơn Trinh, bây giờ qua tới Bình đó. Dạ, chào cô, chào anh Tiên. Xin chào quý vị khán giả của Vợ Chồng Son, mình là Lý Bình. Công việc hiện tại là diễn viên quê quán ở Vĩnh Long. Hiện tại là 32 tuổi. Chắc hết rồi cô. Có nghĩa là bây giờ hai vợ chồng đều là buôn bán kinh doanh chung với nhau đúng không? Dạ, vâng. Giờ chắc đi đâu giống như là một đôi sam, đâu có tách rời nhau được. Chị thấy em xinh với anh Bin không? Số đầu tiên ngồi ngay cặp vợ chồng đầu tiên đang có bé Bi luôn. Và chị mong là sau đây em cũng sẽ báo tin vui. Nhiều khi em ở đây em chúc người ta không có, nhưng mà em ngồi cái ghế này tự dưng về vợ em có bầu. Ồ, thế tuyệt vời quá. Yeah. Có đang mong muốn không? Dạ, thật sự em đang mong muốn. Bin ơi, Bin ơi, Bin ơi, nhà biết anh luôn. Rồi đó, bây giờ thì mình sẽ tâm nói... sự nhau, chia sẻ nhau tí xíu nha. Dạ. Thực ra là mình chia sẻ với khán giả đó. Chứ mình là mình rành hai bạn mình này biết rồi, đúng nhiều không? Quá rồi. Dạ. Bình là Trinh cho anh Tiên, là tất cả quý vị khán giả biết, thì cơ duyên sao mà hai chồng biết được với nhau và tình yêu bắt đầu chớm nở vậy? Đúng rồi, với cái ấn tượng đầu tiên lúc mà Trinh gặp Bình là Trinh thấy ghét không hay là thấy thương? Bình gặp Trinh thì Bình thấy sao? Đó là những cái mà người ta rất là mong muốn để mà được nghe cái cảm xúc của hai đứa đó. Cơ duyên nào gặp nhau? Rồi gặp nhau một cái là thấy thương liền không hay là... Anh kể trước. Anh kể trước à? Thật ra thì hai đứa gặp nhau trong một cái tiệc sinh nhật đó cô. Thì con có một người anh, thì người anh nó cùng quê ngày xưa là một người khách hàng mời con quay quảng cáo. Thì xong rồi cái anh đó là bên khách hàng, nhưng mà phát hiện ra là hai anh em cùng quê, cùng ở Vĩnh Long. Cho nên là Tết rồi cái có dịp gặp nhau ở quê, cái nói chuyện cũng thân rồi, kiểu như cùng quê cho nên kiểu mình cũng quý, mình cũng thân nhau hơn, nhanh hơn. Thì anh đó ở Sài Gòn rồi cái ảnh cũng chơi với Trinh. Thì lúc đó con mình biết Trinh thôi, nhưng mình chưa gặp ở ngoài. Thì trong cái hôm đó ảnh tổ chức sinh nhật, thì ảnh mới rủ qua tiệc sinh nhật của anh chơi. Thì ảnh không nói qua gặp ai hết, mình chỉ qua chơi với chủ nhân buổi tiệc thôi. Thì lúc mà qua rồi thì mới gặp với biết có Trinh. Thì lúc đầu thì mình thấy mình biết người đó thôi, chứ mình đâu có biết là
ở ngoài đời sao đúng không? Bây giờ con nói cái cảm xúc của con mà con vừa mới thấy Trinh một cái là lúc đó con sao? Máu nó sôi lên, người rần 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 hay là như thế nào? Thật ra thì mình thấy mình biết giống như kiểu như nghệ sĩ gặp gặp nghệ sĩ thôi. Đã biết nhau trước đó rồi, là Trinh cũng là ca sĩ. Tất nhiên mình đã biết cái người đó trong lĩnh vực trước rồi. Nhưng mà mình chưa gặp ngoài đời, mình không biết nữa sao. Mình gặp, ồ wow, cô đó vậy đúng rồi. Xong rồi mình nghĩ là có rạo rừng không? Đâu đâu phải gặp phải rạo rừng được anh. Có nghĩ người phụ nữ này phải tương lai là của mình không? À, không hay là đó, bình thường hết tất cả. Lúc đó đâu dám nghĩ, giống như mình gặp một cái người trong nghề thôi. Thì mình nghĩ ok, người gặp đồng nghiệp trong nghề thì cái này cũng là đồng nghiệp mà làm nghề trước mình rất là lâu rồi, thì coi như là đàn chị rồi. À vậy lúc đó gọi chị hay là gọi Trinh? Lúc đó đi chơi chung thì gọi Trinh. Gọi Trinh chứ không có gọi chị, gọi đúng chị. Không? Hổng nha, thời gian mới biết phải gọi ta là chị. Thật ra thì mình gặp thì mình thứ nhất là mình thấy mình có thích mắt đó. Mình thích mắt, nhưng mà thường á thì mình thấy mình thích mắt, mình thấy mình cũng không có cái cảm giác cách biệt nhiều quá, cái cách người đó nói chuyện không có cách biệt nhiều quá thì mình sẽ xưng tên. Còn giống như người đó ngay từ đầu người đó phân biệt rõ ràng luôn, chị với em thì ok mình chị với em, còn không thì ai cũng muốn xưng tên với nhau để chơi vui vui vẻ cho thoải mái thì mình bắt đầu mình xưng tên thì nó cũng thoải mái hơn. Tại vì nhiều khi á mình muốn thích khen người đó hay chút xíu, mình muốn quan tâm người đó xíu, nhưng mà xưng tên thì nó sẽ dễ hơn xưng chị với em. Xưng chị thì ok chị làm gì chị làm, chứ em cũng không có dám thích khen chị. Em nhớ đó mà em kêu anh là anh luôn mà, đâu có xưng tên đâu hả? Như anh em luôn đó. Anh nhớ là lúc đầu kêu tên trước. Phải không? Rồi xong hồi xỉn quá rồi anh em. Thì cái thời gian xỉn đó nó cũng nhanh nè, chứ không có lâu lắm. Cái bữa tiệc đó chừng lắm. Bữa tiệc đó chừng 2 tiếng á thì là 1 tiếng đồng hồ nó xỉn rồi. Nghĩa là ngã nhẹ nhanh quá anh chị. Coi như đi chưa xỉn rồi cố tình xỉn. Thì đó bởi vậy. Còn con sao Trinh? Dạ. Con sao lúc con gặp Bình sao? Anh kể luôn cái chuyện mà anh coi phim cái em đó. Không mà lúc cái ông bạn rủ ra là ảnh có ý định là ghép đôi hai người không, hay là chỉ là vô tình hết tất cả mọi thứ? Vô tình á anh, nói chung là cũng muốn nói chung là trong nhóm bạn đó thì toàn là LGBT thôi, thì kể cả anh nó cũng LGBT. Nhưng mà thì tất nhiên rủ thì trong đó có mình trai với lại có Trinh nữ thôi. Mà thì cứ rủ tụi bay có gì được với nhau, tụi bay thích nhau được thì thích, còn không thích thì thôi. Trong một nhóm hội đó là duy nhất chỉ có hết một người đàn ông và duy nhất một người phụ nữ. Dạ, đúng rồi cô. Thì mà không tới được với nhau mới là lạ đó, đúng không? Rồi còn Trinh sao lúc đó? Cảm xúc của con với Bình sao? Dạ con thì thật sự là cái thời gian đó con cũng đang không có quen ai hết, mà cũng tầm khoảng 2-3 năm rồi không có gặp được một người mà mình cảm thấy mình hợp. Rồi người bạn gọi là người anh đó của con thì con cũng có tâm sự. Thì anh, cái anh đó anh cũng biết là con hiện tại thì con cũng không có quen ai, mà anh thấy con cứ kiểu cô đơn rồi một mình vậy đó, cũng thấy tội nghiệp. Thì chắc là thấy có đứa em trai thấy cũng dễ thương này nọ, chắc cũng rủ, cũng có ý. Con nghĩ là chắc cũng có ý, cũng làm môi làm mối. Nếu mà hai đứa hợp thì quen. Làm mai làm mối, chứ phải làm môi làm mối. Dạ, làm môi làm mái. Dạ, làm mai mối gì đó. Dạ, giống như cô như bây giờ với là anh Tiên vậy đó. Nhưng mà thì nếu mà có duyên thì hai đứa thành. Còn không thì thôi, coi như có thêm một cái tình bạn thôi. Thì lúc đó con gặp đó nha. Cũng ngon đó, cũng ngon đó. Nhìn đó cũng kiểu xích bắp sáu muối rồi đó. Tại vì con thì con rất là thích tập gym. Cái thời gian đó thì con tập gym thường xuyên luôn, hình như hầu như là mỗi ngày đều tập luôn. Mà vô ra cái thấy Bình thì chắc là cũng có chơi thể thao rồi, cũng có hỏi anh có Bình có tập gym không, hỏi là sở thích như thế nào. Xong rồi cái Bình tâm sự là anh tập gym hình hầu như là mỗi ngày. Ôi hợp quá. Ê vậy gì nữa, ngày mai mình đi tập gym chung đi. Đó thì cũng mở lời vậy. Xong rồi cái từ từ cái mình thấy nói chuyện cũng vui. Mà con một cái là tính của con này con không có thích đẹp trai. Hồi lúc bây giờ bạn trai của con hay là những cái người mà gọi là con quen á, con không có quan trọng vấn đề là cái ngoại hình ở ngoài, mà cái mà cái người đó để lại cho con cái ấn tượng á là phải là cái tính cách với lại là nói chuyện với mình có hợp hay không. Tại vì con nghĩ là nếu mà quen mà trời nói chuyện một hai câu mà không hợp thì thôi chán lắm. Tại cuộc sống của mình cả ngày mình đi quay rồi đó anh. Mà mình đã quá trời stress rồi, bây giờ về mà không gặp người nói chuyện hợp thì thôi mình không quen. Mà nói chuyện 10 câu là ông làm con cười hết 9 câu rồi. Tức là hợp cái gì đúng không? Dạ, cũng, con nói chuyện với mình rất là hợp đúng không? Hợp dữ lắm. Coi như thêm đó là nói bình thường con nói dùng một phút thôi, con nói khoảng tầm 100-200 từ đi. Thì tối đó con không nói luôn. Không nói không? Để mình nói không? Mắc nói, em chỉ ngồi cười thôi. Dạ, vào lời ra. Cười không mà anh, bây giờ là mắc cười không à. Đó chính vì vậy em mà. Em duyên dáng gì hả Bình? Không biết sao đúng đối tượng, gặp đúng cái tần số. Gặp đúng đối tượng là giống như nó phát tiết ra mà mình không kềm lại được luôn á. Dạ, khi chắc là đúng gu cho nên là nói gì thấy cũng vui với anh. Chứ bình thường không ai mời đi tối hệ hết trơn.
Đó thì cái ấn tượng của con là cái người mà đàn ông làm cho con cười nhiều và con khoái à. Là coi như làm ấn tượng của con về Bình rất là tốt. Dạ. Đúng không? Rất là tốt. Vui, rất là đáng yêu. Dạ. Bình thì cũng vậy. Bình thì nói dùng vắng vẻ hơn. À, cô này nhìn cũng được mắt đó. Đẹp thì nói đẹp, được mắt là cái gì? Hiểu không? Đẹp. Cô này rất đẹp. Nói chung là anh Trinh á là nếu mà dùng từ xã hội là cũng ngon á. Ngon. Rồi bây giờ sau cái tiệc sinh nhật đó thì tiến triển sao nữa? Và nụ hôn đầu tiên mà hai bạn đến với nhau là trong tình huống như thế nào? Sau đó đừng nói đêm thì... đó luôn nha, say xỉn luôn nha. Biết đâu không, trời anh làm như dễ dãi lắm vậy đó. Sau đó thì qua ngày hôm sau thì cũng lật đật đi về rồi để cái gì mà qua ngày hôm sau mới lật đật đi về? Dạ thì... tại vì qua 12 giờ là ngày hôm sau rồi. Dạ đúng rồi. Ồ là tụi con thôi đừng có biện minh, đừng có cứu trời tới khuya xong rồi cái về để hôm sau đi làm. Xong rồi tôi nghĩ là ồ chắc hôm đó mình nói chuyện vậy thôi chứ mình cũng không có kiểu mình cũng chưa phải là đối tượng của Trinh. Cho nên là mình cũng chưa có tự tin á, không có dám nói nhiều hơn, không dám tiến tới thì thôi về mình lo công việc mình trước. Rồi xong 1-2 ngày hình như là cũng ngày không em, ngày 2 ngày gì đó. Không hơn 2 ngày lận. Không nói chuyện. Không nói chuyện xong rồi cái, sau đó là ngày thứ 3 thì bắt đầu cái ông anh đó mới rủ đi chơi tiếp. Rủ đi ra quán ngồi. Thì ra ngoài ba ngồi thì đầu mới gặp lại, bắt đầu nói chuyện tiếp này kia nọ, thì gặp lại coi như là chưa có cái khoảng thời gian mà 3 ngày đó gặp lại cái nói chuyện lại vui vẻ như chưa có gì, cũng như là cả hai đang mong chờ cái điều này, có nghĩa là hôm đó mình sỉnh có thể là mình vui vẻ mình nói nhiều quá này kia nọ, mình hứng thú mình nói nhiều thứ với nhau chưa chắc gì, khi mà bình thường là cuộc sống mình cũng phải đâu vô đó, mình chưa có biết sắp xếp cuộc sống mình sao. Chưa biết đối phương sao, đâu thế nào mà hôm sau cái nào ào như hôm trước được. Cho nên là đâu đó về công việc coi mình định hình lại coi cái mình thế nào, người ta thế nào, rồi mình có tiếp tục với người ta được không, thì vô tình 3 ngày sau đầu gặp lại thì bắt đầu thấy vui vẻ quá, bắt đầu thấy đúng rồi. Đúng đối tượng luôn. Đúng rồi, đúng đối tượng rồi. Nhưng mà nói tóm lại vui mấy thì vui, bữa đó là tụi con đi vẫn là ba người đúng không? Vẫn là có ông anh. Dạ đúng rồi. Dạ, ông anh. Nào không có gì vui, bỏ đi, bỏ cái bữa đó đi. Đúng rồi, mình vô không thẳng cần là cần cái bữa là hai đứa hẹn hò đầu tiên mà chỉ có hai đứa. Còn cái quá quá trình thôi thì bỏ đi. Trời ơi. Đâu có khai thác được gì đâu. Thì gặp lại được rồi bắt đầu mới biết là không, giờ là vấn đề quyết định, mới đầu tìm hiểu rồi đầu nhắn tin nói chuyện kia nọ, thì lúc đó cũng gần Tết á. Hình như là cũng trước Tết có khoảng 1-2 tuần gì đó thì hai đứa đầu mới hẹn nhau đi tập phim. Gym có đi coi phim trước đi coi phim trước rồi sao nữa Trinh, sao đó để bắt đầu như nè, xẻ ra nha để đối phương nhiều khi là thông cung với nhau á. Dạ. Rồi nhiều khi là giấu những cái, bây giờ mình phải đúng cần rồi. Những cái mà rơi rớt mà cái là buồn mồm á, buồn miệng á. Rồi Trinh sao Trinh, con được cái là con không có nhớ rõ dữ lắm bà không, con là có sao nói vậy người ơi đó, cho nên là dạ. Cô muốn hỏi con là vậy đó, sao bữa đó đi coi phim trước là ăn trước hay là hôm đi gym trước? Là nếu mà gọi là đi hai đứa đó là con đi coi phim trước. Đi coi phim trước phải không? Phim gì? Dạ, phim gì? Báo đen. Báo đen? Dạ. Rồi ngồi ở ghế đầu tiên hay ghế cuối cùng Bình? Bình, ghế giữa cơ, ghế giữa cơ. Ghế giữa? Vậy cũng đâu ăn thua gì hết. Chưa có gì luôn, chưa có gì luôn. Là ghế cuối cùng chứ hả? Trời ơi, đâu có, tại vì hồi lúc đó là cách đây 5 năm là mấy rạp khác chưa có hot đâu. Là ở cái rạp Bitexco, đi coi rạp Bitexco. Mà rạp Bitexco là ngày xưa là con làm sốt vé đó. Bởi vậy mình biết, mình làm, mình vô, mình gặp người ta hoài trong đó. Nhiều khi mình gặp tùm lum người, cặp vô đó mình thấy trời ơi vô chỉ có phim thôi chứ có làm cái gì khác được. Chứ là cái làm gì khác nó quay lên hết. Không có múa gì luôn hả? Hai đứa thuần túy đi coi phim. Thuần túy coi phim với nhau. Rồi con có nhớ nội dung báo đen là gì không? Dạ là cái Wakanda đó cô. Ý là cô hỏi là trong bữa đó là con có nhớ nội dung không? Có cô thân tí nhớ đúng không? Không có bị sao lãng qua cái chuyện khác tí, tại vì hai đứa có cùng một cái đam mê là về phim ảnh, cho nên là nói cái chủ đề đa số chủ yếu là chủ đề về phim, về điện ảnh. Mình nói về cái cảm giác của anh về cái phim này phim kia, nếu là anh sẽ vậy, anh sẽ diễn gì diễn kia diễn nọ, anh sẽ cảm nhận như cái kết nó vậy thì sẽ thế nào. Thì Trinh thì nói em có cái cảm giác là em là một cái người diễn viên, em thấy anh diễn tả cái cảm giác đó, anh em cũng hình dung được là cái góc máy anh muốn nó như thế nào. Có nghĩa là cái báo đen hôm đó là hai đứa ngồi coi phim và nói với nhau về học thuật đúng không? Dạ, đúng. Bỏ qua. Rồi, rồi tiếp theo vô thẳng vấn đề. Vô thẳng hỏi đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên mà mình cướp của em á. Đêm sinh nhật luôn. Đêm sinh nhật là sau đêm đi coi, sau cái bữa ngay đi coi đêm phim bao lâu tiên luôn cô ơi. Ngay đêm đầu đó, tiên. Đó, nãy con nghi, em nghi em, rồi. Nãy em hỏi này nó chối. Thì đó. Hỏi con nụ hôn đầu tiên. Bởi
vậy chị? Vậy hồi nãy giờ kể giận dấu nha, 3 ngày sau im lặng, 2 3 ngày sau im lặng. Chị thấy tại vì anh chị... không hỏi chính xác cái câu mà nụ hôn đầu tiên cho nó. Anh nãy anh hỏi là nụ hôn đầu tiên xảy ra trong hoàn cảnh nào? Dạ, là đó thì nói luôn. Ừ. Những cái chuyện gì là em phải hỏi anh Trinh nghe. Cái Trinh là nó có sao nó người ơi đó. Ừ, bình lặng dấu. Sao kể anh với mọi người nghe Trinh. Mà là gì nè cô, con là tại con. Ừ. Chủ động hả? Em chủ động chứ. À. Đúng rồi, mình có tuổi rồi. Anh cũng vậy không à. Chính vì cái lớn tuổi đó cho nên là anh nói đúng. Đúng. Em phải tìm được một người thật sự hợp với em. À. Không thể nào mà cứ tốn nhiều thời gian được cô. Chính xác. Thời gian càng trôi đi thanh xuân mình càng mất thời gian đúng không thời cô? Thời gian là vàng ngọc. Đúng. Đó. Vô là mình phải test liền. À. Coi cái người này thử hòa hợp trước hợp đã. Hợp hay không? Ừ. Tại vì cái hợp thì nói chuyện mấy cái đó thì cũng là cái bề ngoài thôi. Quan trọng là mình có hợp nhau về cái gọi là tần số cái nội dung, coi như mình đặt mình nôm na đi, mình đặt là nội dung. Dạ, đó là nội dung có hợp hay không. Còn cái kia chỉ là hình thức dạ, thôi. Cái vỏ bề ngoài cũng nội dung không quan trọng. Ừ. Thì bắt đầu là cũng hơi xỉn rồi thì con cũng có xỉn đâu thì con ngán ngớn đâu có uống nhiều. Em không uống nhiều được. Em là uống cái đỏ huyết à, mà đỏ lên cái bắt đầu cái mình buồn ngủ. Mà mình muốn tìm hiểu người đó thì mình giả bộ xỉn. Xỉn quá này là, nhưng mà thật sự đang rất tỉnh. Hôm nay là con lần đầu tiên con kể luôn, ông cũng không biết đâu. chính như vậy bắt đầu đỡ đỡ này là pha nước này là cho con uống để giải tỉnh anh. Cái xong cái ba đang nằm vậy nè, cái dựa vô nằm đâu. Dạ cái ghế nằm cái salon. Thì con phải nói là hơi ngã ra ở ghế ví dụ vậy đó. Ông đưa ly nước cái uống giúp chút con để ra cái giả bộ con té cái ông đỡ rồi thôi rồi ôm luôn rồi cái hôn thử coi sao. Tại vì mình phải hôn, mình chạm vô cái môi để mình biết được là cái tần số có đúng điện hay không đó. Cái điện đó nó có đúng âm dương hay không. Ừ, ok nha con. Nhiều khi âm sao đúng không? Dạ. Ừ, nhiều khi điện hai pha. Thì đó, điện hai pha đó. Dạ. Âm đụng âm là chết không có. Dạ. Được cái nụ hôn đó nó phải ấn tượng lắm đó nha. Đúng điện dương liền anh. Dương luôn. Ừ. Ha con, dương luôn, dính luôn. Vậy mà mình dở thiệt á, 3 hôm sau mới gặp lại. Ta hôn vậy rồi là qua ngày hôm sau là tấp liền. Vì mà chờ tới 3 hôm sau lại nhờ ông anh. Lúc đó là em nghĩ sao? Mai mối rồi đi đi chơi rồi nữa rồi bắt đầu mới ấy. Thật sự nói vậy nè. Tại vì lúc đó mình cũng nghĩ là bây giờ mà có tới thì nhiều khi cái công việc của nhau cũng chưa có giống nhau. Dù như Trinh đã có công việc rõ ràng rồi, lúc đó mình còn vẫn đang tìm cái công việc của mình cho nó cụ thể để mình gầy dựng cái công việc của mình. Giờ nếu như vô mình quen nhau chắc gì mình đã lo được hết cho nhau đâu. Cho nên là con thì con rõ ràng con suy nghĩ kiểu như ok, mình phải làm một cái gì đó trước, mình phải có vị trí của mình trước thì mình bắt đầu mình mới đi chinh phục. Anh bạn hiểu. Này là cẩn thận nè. Chứ nói chung là cái thời điểm đó phải công tâm mà nói là cái name của em là không bằng Trinh. Đúng. Trinh nó vẫn bật hơn thì bạn này là đàn ông thì cái tâm lý phải rụt rè tí xíu cũng đúng. Là hợp lý. Mình phải có một cái gì cho đúng bản thân mình trước, kể cả tuổi đời, kinh nghiệm, kinh tế, tất cả mọi thứ, công việc này kia nọ anh em mình phải có thì mình mới đầu mình mới đi chinh phục. Còn nếu như mình chưa có mà mình đi chinh phục sớm quá, thứ nhất mình chưa có cái trải nghiệm về cái cuộc sống, về kinh nghiệm về mọi thứ thì mình cũng chỉ là mình đang với theo người ta. Nên là người ta thích mình thì không nói, người ta không thích người ta đúng, cười vô mặt mình đúng không? Người ta thích rồi, không là thích rồi. Càng. Thích rồi nhưng mà bạn này muốn chắc hơn nữa. Ừ, chứ cô bé kia là em biết rồi. Gặp em thì em có giống bạn Bình không? Hay là ngày hôm sau là em nhắn tin luôn. Em lụm liền. Đó, mỗi người mỗi tính cách đó, Trinh thấy không? Thôi nhưng mà chính vì anh Bình không nhắn tin cho con nên là con mới thích. Ừ. Là kiểu mà người đàn ông người ta có cái sự dè chừng một chút, thà bước lui một xíu. Đó, lấy chớn chạy tới. Ừ. Còn hơn chạy tới xong mà cái mất chớn cái gà hút luôn. Ừ. Dạ. Giống như câu mà lùi một bước để mà tiến ba bước đó đúng dạ. Không? Đó cho đó. Nên là những ngày hôm sau là rủ cái là ra liền. Ừ. Hợp liền. Em muốn hỏi gì nữa không? Dạ. Em muốn hỏi gì nữa? Sao ta? Rồi mấy bạn chính thức yêu nhau từ khi nào? Từ cái đợt Tết anh ha. Ừ. Tại vì lúc đó là xong là bắt đầu tới giai đoạn là Trinh về quê ăn Tết. Vừa quen Tết thì lúc đó hai đứa cũng có nhắn tin nói chuyện tin thôi. Qua lại. Xong là rồi. sau cái bữa mà sau ba bữa gặp nhau đó đúng dạ, không? Đúng sau rồi. Bữa xem phim. Dạ đúng rồi. Là Trinh đi về quê. Rồi. Dạ đúng rồi, Trinh về quê. Thì cái ngày mà nhắn tin nói chuyện nhau mà lúc đó yêu quá rồi, nhớ nhung quá trời rồi mà cách bởi cái Tết cho nên là ngay cái đêm giao thừa hình như là Trinh diễn xong đó là Trinh chạy ngang Vĩnh Long là đón con. Là đón Vĩnh Long là xong rồi lên Sài Gòn là bắt đầu hai đứa có thời gian bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Chứ mà không có thể rời nhau ra được. Nhớ quá chịu hết nổi rồi. Dạ. Bây giờ như anh em trong nhà, anh Tuyên hỏi thẳng nha. Dạ. Lần đầu tiên làm chuyện ấy làm sao? Là con hỏi Bình là không bao giờ con. Ủa em hỏi không, Bình là không anh bao xin giờ... lỗi anh chưa hỏi không em không bao giờ rồi. Em biết nữa đó Tuyên. Trinh à.
lần đầu tiên mà thấy sao em? Hả? Có hỏi anh Bình đi anh. Không, anh thích hỏi em. Không có trả lời. Cỡ. Bình không có trả lời. Trả lời. Không biết mà Bình không bao giờ nó trả lời. Nó sẽ đi rà rà đâu tuốt ngoại thành nó qua Củ Chi nó qua An Sương nó đi tùm lum Bình rồi cái nó. Đúng rồi, trong kịch mà nó là bị giao đãi nhiều quá. Giao đãi đó. Dạ anh. Mình đặt miếng liền đi. Đúng rồi, vô thẳng liền. Đại luôn đúng không? Thì nói chung là hợp. Giống như là anh tưởng tượng như là cái kiếm rèn ra là cái chui này chỉ để là thích hợp với nhau về cái tất cả mọi thứ. Gài vô là thành một cây bảo kiếm. Cây bảo kiếm. Vô khớp liền. Dạ. Đi khai phá thiên hạ liền. Cái cung này, cái cánh này và cái mũi tên này là phải dành cho nhau đó. Đúng dạ. Sai đúng đúng gọi là đúng, đúng kiểu cái. Luôn đó. Dạ. Nói tại vì chương trình này nói chung là chương trình này cũng là thuộc dành cho những cặp vợ chồng không vợ chồng rồi mà em cũng chia sẻ thật tình luôn đó là đối với con đó cô là cái vấn đề quan hệ vợ chồng nó quan trọng lắm. Có những cặp vợ chồng họ thương nhau, họ hợp nhau về tính tình, về nhiều cái, nhưng mà cái chuyện quan hệ vợ chồng cái chuyện đó nó không hợp thì nó cũng không hạnh phúc. Một là người chồng phải đi tìm những cái người phụ nữ bên ngoài, hoặc là người phụ nữ họ không có đảm bảo được hết những cái nhu cầu của họ thì họ cũng sẽ đi tìm người đàn ông khác. Cho nên là thật sự thì bản thân con thì trước con cũng có một bé rồi, con cũng có chia sẻ Bình ngay bữa lần đầu tiên gặp nhau luôn. Là em cũng đã có một bé rồi, lúc đó thì con cũng chưa có thông báo rộng rãi trên mạng xã hội. Nên là Bình chắc cũng chưa biết. Và hôm đó thì thấy Bình cũng có vẻ rất là cởi mở. Nhưng mà bản thân con thì con cũng nghĩ là mình mặc dù là mình chưa kết hôn lần nào, nhưng mà mình đã gian dở một cái lần và mình đã có một bé rồi. Cho nên là nếu như mà mình có thành với người đàn ông này mà mình thành vợ thành chồng với ảnh á, thì mình phải chắc chắn 100% là mình hợp với tất cả mọi thứ. Để mà lỡ mà hai đứa mà có con sau này nữa thì lại không có làm cho nó bị mất đi cái tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Đó, vì vậy mà cái vấn đề đó nó cũng rất là quan trọng đối với con. Test liền. Test nhưng mà phải test. Một thời gian đó mới test chứ anh. Đó, một thời gian đặng đặng đó. Test xong rồi cũng phải là test nữa mà tại thật sự là con thì mình cũng phải nói rõ là bây giờ anh khám sức khỏe này nọ đi để em coi là sức khỏe anh nó có gì hay không. Em cũng vậy, để mà khi mà cả hai mà có quan hệ với nhau á thì mình cũng yên tâm là cái người này cũng không có bệnh hoạn gì. Cái vấn đề đó rất là quan trọng đối với con á. Sau này mà con gái con lớn lên con cũng nói rõ, con dạy cho nó luôn là mẹ bây giờ thì người lớn bây giờ thời buổi thế kỷ 21 rồi, không có cấm cản được cái vấn đề đó. Bây giờ mẹ cấm con muốn đi bậy bạ cũng vậy à. Nhưng mà con làm gì con phải nhớ. Thứ nhất là con bảo vệ bản thân con để con không có bị bệnh bậy bạ. Thứ hai là phải bảo vệ để mình không có thai ngoài ý muốn. Để mà con không có phải mà rơi vào tình cảnh mà có con mà mình lại không có được người đàn ông bên cạnh, nó khổ lắm. Mẹ đã từng trải qua rồi, mẹ biết điều đó. Đó chính vì vậy mà hai chồng quan hệ rồi xong cảm thấy trời ơi thăng hoa bắt bông. Hoa bung hợp. Ok, mình quyết định mình quen nhau. Chứ bây giờ lớn rồi, lớn hết trơn rồi, trên 18 tuổi hết trơn. Giống như làm gì nữa, dạ. E dàng chi nữa đúng dạ. Không? Hợp, ok, mình bắt đầu là lúc đó là tiến tới mối quan hệ lâu dài. Dọn về sống chung với nhau luôn đó. Lúc đó chưa nữa cô. Cũng khoảng, ổng là lúc đó là ổng ở trên Tân Bình. Còn con là Bình Thạnh. Mà chạy, mỗi lần chạy lên chạy xuống thì rất là xa. Tầm khoảng 30 phút nếu mà được buổi tối. Còn mà buổi sáng kẹt xe là 45 một tiếng. Mà con thì cũng đi phim. Mà lúc đó Bình cũng đi phim, cũng đi diễn kịch này nọ. Thì thời gian mà gặp nhau rất là ít. Nên là con ở có một mình với bé Mia. Thì bé Mia thì nó đi học suốt ngày rồi. Cái hôm nào mà được rảnh cái gặp nhau có chút chéo à. Nó thôi đi anh ơi, bây giờ anh dọn qua ở chung với em đi. Thứ nhất là để mình có thời gian mình gặp nhau nhiều nè. Thứ hai là có gì không ai nhà thì cũng có anh trông coi nhà cửa phụ em. Chứ giờ đằng nhà đằng bạn gái không mà lỡ có chuyện gì nó mất công. Con cũng kêu hôm qua đó. Nở lời với ổng rồi thôi để anh con sắp xếp rồi. Cũng khoảng nửa tháng sau ổng mới dọn qua ở chung với con. Mà còn Bình á, lúc mà Bình khi mà Bình nghe cái tâm sự của Trinh á, con có e ngại gì không? Thật ra đối với con về cái bây giờ mình sẽ nói về hai vấn đề. Thứ nhất là về cái tư tưởng của đàn ông. Thì đối với con cái tư tưởng con không có bận tâm về vấn đề là phụ nữ đó sẽ có con hay là sẽ như thế nào. Cái chuyện đó là cái chuyện của họ, vấn đề là mình thấy mình hợp hay không. Còn cái chuyện còn lại á là mình cảm thấy mình lo được, mình thích nghi được, mình cảm thấy mình yêu thương đứa nhỏ nhỏ đó thì mình chấp nhận, chứ con không có bị bận tâm theo cái quan niệm là mình không thể quen hay không thể cưới một người phụ nữ có con rồi, hay là mình là con một, mình là trai mới lớn, mình chưa đúng. Có gia đình mà tại sao mình phải như vậy. Con không mình bận sống tâm. Mà sống cho hiện tại với tương lai. Đúng rồi. Con không quan tâm về cái chuyện góc cạnh xã hội như thế nào, mà quan trọng là mình thấy mình thích, mình hợp hay không. Tại vì đối với con
trên cái trái đất này nhiều người người ta lấy nhau chưa chắc người ta sống tới 70-80 tuổi họ đã hợp nhau. Cho nên khi mình tìm được người hợp thì nó sẽ có những cái điều bên cạnh, nếu như chỉ cần hợp là được, còn cái vấn đề còn lại mình vẫn sẽ có cách mình giải quyết. Chứ chắc gì mình bỏ cái lựa chọn này mình tìm khác tiếp, mình tìm chắc gì nó đã có được như ý mình muốn đâu. Còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề về hiện tại thì tại sao con e dè là cũng là một phần. Lỡ nhất là giờ mình trẻ, mình chưa có kinh nghiệm sống, mình chưa có mọi thứ, thì giờ mình quen như thế này mình sẽ bắt đầu mọi thứ như thế nào? Mình bắt đầu mọi thứ như thế nào? Khi mình có mọi thứ thì bắt đầu mọi thứ nó dễ lắm. Còn khi mình còn đang tìm mọi thứ thì mình phải làm sao để mình học quá nhiều thứ như vậy? Mình còn đang phải học nghề, mình đang học mọi thứ để mình chỉnh chu cho cái nghề của mình, về cái cuộc sống, về cái con người, về cách cư xử, về mọi thứ của mình. Thì mình bây giờ phải học tiếp cách làm chồng, cách làm cha nữa. Thì mọi thứ nó đâu cho phép bản thân mình làm được hết những cái điều đó. Cho nên đó cũng là một cái khoảng thời gian 3 ngày mà 3 ngày mình suy nghĩ, mình đắn đo nhiều. Thì cái lúc mà bắt đầu gặp lại, nói chuyện với nhau như là đã chờ đợi nhau từ rất lâu rồi, thì tôi nhận ra là mình phải nên thử. Mình phải nên thử yêu đi. Mình yêu rồi bắt đầu mình từ từ mình phải giải quyết, mình mới tính tiếp. Bây giờ kệ nó, yêu trước cái đi. Rồi về em bé, về gia đình, về này kia nọ mình tính tiếp. Chứ mình có đắn đo thì cũng không được cái gì, nhưng mà mình thấy trước mắt là người này hợp với mình về tính cách, về mọi thứ, về cả trong cái cách chăn gối này kia nọ, mình thấy nó quá hợp, cho nên là mình tìm hiểu nhau, mình quen nhau trước đã rồi tính tiếp. Lúc đó là mới chạy theo con tim, còn lúc đầu là còn hơi lý trí. hai anh cưới nhau. Có nghĩa là em biết không, thực ra khi mà người ta chưa, ai cũng vậy, khi mà mình chưa gặp được cái đối tượng của mình á, thì mình cảm giác rằng là cái lý trí nó sẽ tồn tại được và nó sẽ quyết định được tất cả những cái định hướng của mình. Yeah. Mình sẽ phải thế này, thế nọ, thế kia, A, B, C, D. Rồi đến đúng một cái, gặp đúng được cái đối tượng rồi á, tất cả cái kia là con số không hết, không đúng, có nhớ bạn gì. Làm được, chỉ biết là con tim nó mách bảo thế nào là mình làm như thế thôi. Dạ. Y chang. Dạ, chính xác luôn cô. Giống đúng như ngày xưa khi mà con nghĩ là chồng mình sẽ phải thế này, thế kia, thế nọ. Nhưng mà bây giờ khi mà trải qua gặp một người mà thật sự là phù hợp với mình á, mình nói ôi mấy cái đó nhập nhò gì, cái công thức là bỏ qua. Dạ, bây giờ mình bên cạnh một người mà họ luôn họ ủng hộ mình, họ cổ vũ mình, họ yêu thương mình, như vậy thì mình càng có thêm, hoặc là cả hai cùng hợp sức làm còn hơn vậy nữa. Chứ giờ mình lấy chồng đại gia, lấy chồng giàu, chắc gì sau này nó thương mình thiệt, hoặc là nó ở bên cạnh mình hoài. Có tiền mà, nó ở bên cạnh được mình thì nó cũng sẽ ở bên cạnh được nhiều người mà phụ nữ khác. Nên là con thay đổi suy nghĩ hoàn toàn luôn. Chứ mình sống làm sao cho thoải mái nhất có thể là mình là ok. Bình với là Trinh cưới nhau được lâu chưa ta? Dạ cũng gần một năm rồi đó anh. Gần một năm rồi. Hôm nay á là em không biết là chương trình mình phát sóng tháng mấy, nhưng mà 25 tháng 4 năm rồi là em tụi em đám cưới. 25 tháng 4 2022 là năm nay, nếu mà 25 tháng 4 là sắp tới là em làm kỷ niệm một năm. Còn một năm rồi yêu nhau được bao lâu thì cưới? Dạ lâu á cô. Bao lâu? 2018. Lâu rồi. Bắt đầu 2018 cũng mới lấy nhau. Như vậy là có tới khoảng 6 năm để mà bên cạnh nhau rồi, dạ, đúng không? Dạ, đúng 6 năm bên cạnh nhau rồi. Thì là cái lúc mà hai đứa dọn về sống chung với nhau là năm thứ mấy? Dạ năm cách đầu đây mấy luôn. Năm? Dạ năm đầu. Năm đầu quen nhau luôn. Như vậy là mình cứ cho là 5 năm đi. Dạ. 5 năm mình ở chung với nhau rồi. Thế thì những cái ngày đầu mà dọn về sống chung với nhau đó, dạ, thì những cái cá tính nè, hay là những cái tật xấu nè mà lúc yêu mình cái này còn sợ nha. Yêu mình không thấy thì cái lúc dọn về rồi tụi con thấy thì sao? Đối phương của mình có những cái gì mà mình bị mất hồn á, nó ủa sao lúc yêu không thấy vậy? Có bị quản đối phương của mình không? Ông còn tính chính cái là vừa bắt đầu yêu cái là sống chung luôn. Chứ không có khoảng thời gian dài lắm. Thì đó khoảng thì tầm 2 tháng sau. Đó thì lúc đó là sao? Lúc tụi anh, con anh nói trước đi. Cổ có cái tật là cái tật gì mà theo con thực ra không phải là tật xấu, cái tật mà giống như là nó chưa hoàn thiện như mong muốn của mình thôi. Thật ra để mà nói thì đúng, thì trong mắt người mình yêu thì tất nhiên sẽ không xấu, nhưng mà đối với mình thì lúc đó người đó chưa hoàn thiện. Thì Trinh thì Trinh lúc đầu mình yêu thì thấy mọi thứ nó ngọt ngào lắm. Xong rồi khi mà đụng chuyện thì bắt đầu thấy ủa sao sao mắt gì mà bá nóng tính như trời. Bá đàn bà mà bá nóng như trời. Mình đàn ông mình không nóng tới vậy mà bá nóng như trời. Mà bá nóng ngoài đường rồi xong rồi bá nóng trong nhà nữa. Con thì con bị cái ok, có thể là ngoài đường con nóng nhưng mà trong nhà con không nóng. Nhưng mà bá mắc gì bá nóng ngoài đường, bá nóng trong nhà luôn. Đụng chuyện chỗ nào cũng nóng. Cứ hầm bá hằng học cái này kia nọ dưới người ta. Xong rồi cái cũng nhiều lần xảy ra những cái vấn đề như vậy, xong cái cũng cự nữ cãi vã. Xong rồi có nhiều lần cũng tính chia tay, xong rồi cái mình nghĩ, cái con lại suy nghĩ
bây giờ mình chia tay, thì cái người này có một cái khuyết điểm này, thì bây giờ mình tìm người khác thì người khác sẽ lại có những cái khuyết điểm khác. Vậy thì cái khuyết điểm này nó có quá lớn để mà mình chia tay không? Mình có khả năng mình sửa người này không? Và nếu như mình có khả năng mình sửa được người này thì thứ nhất là cái level về cái cách mình cư xử cũng hơn. Thứ hai là mình lèo lái được cái con người này thì tất nhiên thì trong cuộc sống thì phải sẽ phải có những cái vấn đề xảy ra thì con mới đầu thử. Thì mình yêu cho nên mình mới thử. Còn như tính con thì con hay bị kiểu như mình thấy bất cần lắm. Nhắm không được rồi là con bỏ luôn. Có nghĩa là đối với con tất cả mọi thứ trong cuộc sống này con đều có thể không cần. Con mặc định là kể cả tài sản hay gia tài hay chức vị, tới một lúc nào đó mình cảm thấy nó không còn cần nữa với mình, con sẵn sàng con đạp đổ. Nếu như mà cảm thấy mình cảm thấy mình bất mãn vì nó. Còn trong cái chuyện tình cảm này nhiều lần mình muốn đạp đổ nhưng mà mình lại nghĩ nếu như mình đạp đổ thì chắc gì sau này mình có tìm được một người nào khác ok hơn vậy. Cho nên mình phải quay lại, mình phải học cái cách tu sửa nó, học cách sửa chữa, học cách xây dựng. Thì trong quá trình đó mình lại bắt đầu mình nghĩ coi bây giờ cái người phụ nữ này mình phải sửa làm sao để người ta đừng có như vậy nữa. Bắt đầu cái từ đó mình nghiên cứu, mình thử cách này, mình thử cách khác, thử mọi cách. Nói chung là phải nài đó, coi như gặp mà ngựa chứng là mình phải đó, nài đó. Đó nài cực lắm. Thì bây lắm giờ cô phát hiện ra một cái tật xấu đầu tiên là nóng tính rồi. Nóng tính. Rồi cái còn cái nào nữa? Còn cái tính gì mà con phải nài nữa? Thì nói chung mà Chinh chỉ bị cái nóng tính thôi. Nóng tính thôi. Bà sắp đặt lắm nha. Rồi bà sắp đặt lắm. Kiểu như là sao? Kiểu như là kể cả giống như cái lúc đầu là quá trình lái xe đi. Giống như lái xe là quá xanh phải đi đường này. Xanh không đi đường kia. Đó, thì sao em? Đường kia nó gần hơn đường này. Đường này đèn đỏ nhiều. Nguyễn Anh Chiểu đèn đỏ nhiều, anh đi đường Nguyễn Anh Chiểu chi sao anh không đi đường đường khác. Giờ lỡ chạy đường này rồi. Mà tính con á thì đi đâu cũng được. Kể cả kẹt xe miễn tới thôi, không quan trọng. Nếu con ví dụ như người ta hẹn 7 giờ. Hay xa, 6 giờ rưỡi mình đi. Hay gần, 6 giờ 40 mình đi. Còn bả tự lên trong đầu bả là sẽ đi đường nào, sẽ đi sau này kia nào, bao nhiêu ngã tư, bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ gì đó. 6 giờ 50 bả mới đi. Bà tính nghe bon, còn con ok chạy lộn ngã tư này hay chạy ngã tư khác. Nếu như lỡ rồi thôi quay đầu chạy lại, hút thì thôi quay đầu. Thì đối với con thì chả sao hết, chỉ cần tới là được. Còn bà thì sẽ cần là phải đúng cái đường này thì nó mới tới được cái giai đoạn đỡ kẹt xe hay là đỡ trễ giờ đó này kia nọ. Bắt đầu cái mình bị áp lực. Anh thấy cái này không phải tính xấu đúng không? Không phải tính xấu. Này không phải tính xấu mà cái này là giống như là một cái sự ra là cái lập trình trước đúng cái, rồi. Cho cái công việc của mình như vậy là tốt mà, cái đó là ok á. Đúng. Con người có kế hoạch. Có kế hoạch, nó có kế hoạch. Bản thân giống như chị em mình đi, thí dụ ngày mai đi quay là mình đã tính sẵn trong đầu đồ đạc của mình sao làm sao là mình phải tính đâu vô đó hết. Rồi mình đi quay, thậm chí đi quay đường nào cũng là hợp lý luôn mà. Đó, đừng đi nước bước đúng đó. Rồi, con đường nào để mà nhanh nhất có thể. Mà em bị sắp đặt trong những chuyện nhỏ luôn anh. Cái đó là quá đáng. Vậy cái là lố, lố. Giống như là vậy nè, như bị rửa chén, thì cái chén nó phải úp là úp xéo vậy. Và nó chồng lên nhau. Và khi mà úp vô kệ là chén màu nào nó phải theo màu đó, không được sắp lộn xộn. Kỹ tính. Dạ, ví dụ như là áo của em là áo thun ngắn là phải ở đây và áo thun dài phải bên đây, đầm dài là phải bên đây, không được máng lộn xộn với nhau. Giày cao này rất là ngăn nắp nha. Dạ. Tại vì em bị cái tính em là không biết sao á, cái sự sắp đặt cho em á, mọi thứ nó phải đúng vậy đó. Tại vì thật sự là nếu mà máng vậy á, để cái chén vậy thì nó thứ nhất nó mau khô, thứ hai là nó không bị chồng lên nhìn nó rất là đẹp mắt. Con bị cái gì nó cũng phải gọn gàng, nó cũng phải không, nhưng mà cái này là tốt nha. Tốt mà. Cái này là thì tốt nha, cái đúng. Này không xấu miếng nào luôn á. Chị thấy Chinh hay không, cái chuyện mà chinh phục mình cũng sắp đặt luôn mà. Anh đây. Tính hết rồi đó. Nhưng mà đôi khi á là có những cái sắp đặt quá cái đúng và cái cách rồi. Con thể hiện á làm người đó cảm thấy bị áp buộc. Ví dụ như em làm như vậy mà lỡ người ta làm sai ý của em á, em có khó chịu, em có rầy, em có chửi này nọ không? Anh kể đi anh. Nóng tính đó. Tất nhiên là có rồi. Không có thì nó đâu có là cái vấn đề để nói đâu anh. Giống như là ủa anh ơi tại sao cái này để đây vậy, sao cầm ram đó hả? Thì giống như kể cả cái việc như em nói nhiều khi uống cái ly đi, cái mình chạy ra mình lấy hàng hay gì để cái ly đó lên bàn, xong rồi cái quên nó chạy lên lầu cái đầu cái lên ly tắm luôn, cái đầu cái ở dưới này anh ơi sao cái này cái ly gì đây rồi sao để đây rồi uống xong chưa, rồi cái nào cái đầu anh phải xuống anh dẹp. Nó có những cái vấn đề nó bị quá nhỏ đi, thay vì ví dụ như con ví dụ hay gì thế, thấy đi lên bàn ok không ai uống nữa mình dẹp. Thì bà sẽ hỏi tới là tại sao cái vấn đề cái ly này, rồi có nhiều lần cũng như là lạc cái này lạc cái kia, là cái phải anh mở camera lên trích xuất camera cho em coi cái dao tại sao nó mất rồi, bây giờ tại sao mất cái dao, nhà có chút xíu mà tại sao cái này bị lố. Mà chị Vân có cảm nhận là cuối cùng sanh một cặp này ra để bù trừ cho nhau không?
đó, cũng, đúng đúng cũng, không cũng không đến nỗi đâu. Bạn này là cũng không phải là bừa bộn hay là bê bối tới mức mà để bù trừ đâu em. Không. Thực ra là vậy nè. Chị cũng giống Trinh á, có nghĩa là cũng cô nghĩa là mình hiểu nhau rồi cô, phải giống như là lấy cái gì ở đâu thì phải cất lại y chỗ đó, để anh chị biết không, để bất kỳ có cái sự cố gì xảy ra mình biết chỗ là mình biết chỗ liền, như cúp điện là biết cái đèn pin để ngay đó, là cầm cái đèn pin liền, nó không có bị ấy. Tại vì mình, vì sao em biết không, vì cái này là cái hội chứng của những bà mẹ nuôi con, là luôn luôn là mình phải tìm cái gì an toàn nhất cho đứa con của mình. Cho nên là mình á, ví dụ như sữa để đó là để đó, cái đồ mà đun nước sôi á là phải để đúng chỗ đó, mà để trật cái con nít mà có chuyện gì là nguy hiểm. Em đồng ý. Nhưng mà cô chỉ khác con một cái thôi, là khi mà cái đó không đúng chỗ á thì cô sẽ tự động cô đem cất lại đúng chỗ. Và ví dụ như không cần ngay lúc đó, buổi tối mới nhắc. Đấy. Ba để cái chỗ cái đó, ba phải để chỗ này giùm mẹ, chứ không á hả, là lỡ mà con bí ngô á nó đụng vô á, mà cái nước sôi lúc mình đang nấu hoặc là nó chưa có kịp nguội á là chết. Cho nên mẹ cố tình mẹ để đó là có ý của mẹ, chứ không phải tự dưng mẹ để chỗ đó. Là lần sau không bao giờ chú để sai hả, chú xong là chú để yên nguyên chỗ đó. Thì đó là cái cách thôi, cái cách thôi đó. Chứ còn bà phụ nữ nào á cũng gần như là 80% là ngăn nắp như vậy đó, chỉ còn 20% là dành cho những ông chồng thôi. Đó, chứ cũng có những ông chồng ngăn nắp y chang như là cái tánh của Trinh á. Bản thân em nè, em cũng rất là ngăn nắp đó. Em cũng muốn là cái vị trí nào để cái gì đâu vô đó bập hết. Và cũng hay nhắc nhở ở nhà à, chỗ đó phải để vậy, đừng để lung tung tùm lum la. Bởi giờ nay kể là anh ủng hộ em cái đó mà. Nhưng mà vấn đề đặt ra đây là cái cách mình nhắc nhở. Dạ, đó, để làm sao cho đối phương đó. Đó, để đối phương của mình cảm thấy rằng cái đó là lỗi của mình rồi. Bậy quá, mình bậy quá, mai mốt mình không vậy nữa, ví dụ vậy. Dạ, đúng à, thì con chỉ cần chỉnh sửa, điều tiết lại chút xíu đó. Tiết chế cái đó lại. Thì ông Bình ông cũng phải mất 5 năm trời hơn để mà có thể thay đổi con cái đó đó. Ngay cả cái việc mà hả, chén nước mắm mà đổ vô nhiều xíu con cũng nói nữa. Cái vụ đó là hồi là chia tay luôn. Ủa, chén nước mắm thôi. Sao nghĩa là tính con á. Thì tiết kiệm à, bà này tiết kiệm. Bà tiết kiệm lắm. Nó tiết kiệm như là đi đâu ăn mà dư chút xíu cũng phải đem về, một con tôm phải đem về, miếng cơm cũng phải đem về. Mẹ em con nói cô đem về đâu phải đem về là ăn đâu. Đem về bỏ tủ lạnh cho con lén con dục không à. Để có ăn mà thật sự là nhiều khi á để giống như đi ăn thịt nướng đi, cái đầu cái kêu thố cơm gì ăn nửa thố, cái còn cái đầu cái như con thì gán lùa lùa luôn, còn không thôi thì dít dít thịt ăn chừa cơm lại, tại vì về ăn cơm cũng đâu ăn nổi. Không như bà thấy tiết đầu cơm này lại cơm kia lại, đầu cái đem hộp đem về để đó, cái có khi nào thèm sáng thức dậy không có gì ăn á, mà bà chỉ có ăn một món là món miếng cua thì bà mới thèm bà mới ăn thôi, còn lại những món khác bỏ lại có ai ăn đâu. Xong cái con thấy ngày 1, ngày 2 không ăn, con đấy con dục cái đầu có lỡ có hỏi hiện nói anh đói anh ăn rồi. Không biết đâu. Mà tại vì con cũng ủng hộ cái kiểu là ăn lại đồ cũ quá, tại vì cũng không đến nỗi phải như vậy, mình tiếc quá làm gì ăn kia nọ, nhiều khi bệnh nữa. Cho nên là cái nào thật sự là nó quá nhiều đi mình đem về thì con vẫn sẵn sàng con sẽ ăn lại, nhưng mà quá ít thì thôi mình không bận lòng tới thì thôi mình ăn cái mới đi cho nó tốt. Thì và cái bả gì bả cũng tiếc. Nhiều khi còn một lát thịt nhỏ thôi bả bỏ cũng đâu dám bỏ đâu, lấy bỏ vô cái chén cái đầu bọc và một thực phẩm lại cái đem bỏ tủ lạnh 8 năm nó còn y thinh đó cô. Con lén con dục không? Dục cái nước mắm kìa. Rồi bắt đầu tới chén nước mắm. Thì con là có thói quen là dù như là nhiều khi mình ăn gì muốn chấm cho nó đã xíu. Cái đầu cái canh đi, cái đầu cái lấy chén nước mắm. Thì bả thì bả ăn nhiều, bả chấm nhiều, bả chế ra cỡ 5 giọt rồi đó. Cái đầu cái bả chấm thôi, đủ bả thôi. Tại thật sự là ăn cũng chỉ tới đó thôi, mình không có nào mình ăn hơn được nữa. Thì con thì con chế hơi nhiều chút xíu, nó hơi sắp kiểu như là nước mắm đủ để chán hết. Chán hết cái đồ cái chén đúng không? Ủa sao chế nhiều vậy? Ăn hết đâu, ăn có mình anh chế nhiều. Thì chế để chấm ăn, ăn có hết không? Chế đít thôi kia nọ, lúc đó con cũng nhớ rõ là nội dung cãi sao. Cái đầu cái bà thái độ con, cái đầu cái con mới nói là ủa ăn có chén nước mắm cũng xong cũng yên nữa. Muốn ăn có chén nước mắm thôi cũng yên nữa đâu, cái hai ông vợ chồng mới hằng học với nhau. Thì xong cái bà thì bà mục đích bà chỉ muốn hạ tỷ, muốn sao phải như ý bà thôi. Còn đối với con thì giờ con muốn ăn cho ngon, con muốn chế chén mắm cho nó nhiều chút xíu, con chấm cái khứa cá cho nó thấm nước mắm như trong quảng cáo vậy đó mà cũng không được nữa. Là hai đứa cự nhau là mấy bỏ xem chia tay đúng không? Đúng rồi, khoảng thời gian đó vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu mà ở chung nhà. Đúng rồi, xong rồi cái em nghĩ đầu là rồi bây giờ mình tiết kiệm vậy mà ổng lại vậy, vì ông không thay đổi mà mình lại sẽ vậy, rồi nữa mình lấy nhau rồi mình cãi nhau rồi mình cũng ly dị hà. Vậy thôi mình đừng quen nữa. Nó còn nghĩ là bây giờ chuyện nhỏ mà không hợp thì nữa chuyện lớn còn sao. Rồi giờ con bớt tiết kiệm chưa? Dạ con vẫn tiết kiệm. Con vẫn tiết kiệm nhưng mà bây giờ cho nó nhỏ 10 giọt chưa hay là vẫn 5 giọt? Dạ nhưng mà bây giờ ổng thì ổng thay vì hồi lúc là chế nửa chén, bây giờ ổng chế 1/3 thôi. Giờ con nghĩ ăn nước mắm luôn rồi cô. Không,
coi như là chồng tiết kiệm lại miếng, vợ cho đúng lên rồi, miếng. Đúng rồi, đúng 5 rồi. 10 thì bây giờ mình chọn 7 đó. 7 rưỡi rồi đó. Đó. Lúc đó tức là sự là bản thân con cũng là cái người tiết kiệm. Ừ. Tức là đối với con cũng mua cái gì cũng đắn đo nhiều lắm. Ừ. Nhưng mà mình mua hàng mình sẽ suy nghĩ đó khoảng cỡ muốn mua cái món đó quá đi, mà suy nghĩ một tuần coi còn thích không. Không thích thì thôi không mua, còn mua là phải xài. Ừ. Con sẽ luôn tiết kiệm mà. Tới mức mà cái chén nước mắm mà không cho tôi ăn được như ý tôi thì thôi tôi không chấp nhận được rồi. Giờ có chế tiết chén nước mắm này thì cũng không giàu hơn được. Cái kiểu như vậy. Thấy hình ảnh của anh Chí Tài đâu đây. Thật ra là hồi nãy kể xấu nhau mà hai người này mắt người nào người nấy hạnh phúc long lanh lên vậy đó. Có nghĩa là biết chắc chắn là cuộc sống của hai đứa con bây giờ đang rất là hạnh phúc, rất là gọi là bình an nè, hạnh phúc nè, để đang chờ đợi một gọi là em bé ra đời đúng không? Có nghĩa là tụi con đã chọn nhau, tụi con đã chọn lựa nhau, có nghĩa là tụi con đã chọn hạnh phúc, chọn yêu thương với nhau rồi. À, cho nên rằng tụi con đã vì tất cả những điều đó mà tụi con có thể thích nghi được với nhau nè, rồi tụi con dần thay đổi, mỗi đứa thay đổi một chút, mỗi đứa thay đổi một chút, để rồi bây giờ là tụi con đã gần như là hòa nhập á, tức là tụi con đã hòa nhập với nhau để thành một cái khối gia đình vững chắc rồi. Cô biết không, thật sự con khó ai thay đổi được con lắm. Thật sự là ngay cả người trong gia đình luôn, ngay cả cô con hay là những người lớn trong gia đình, không ai thay đổi được con. Tại tính cách con nó được hình thành từ nhỏ rồi, con tự lập từ nhỏ rồi. Ngay từ nhỏ thì con sống chung với cô của con, rồi mẹ con làm ở xa gửi tiền về hàng tháng nuôi con. Rồi tới năm 17 tuổi con lên đây con học thì gia đình lo cho con đóng tiền học để mà con học hết lớp 12. Rồi con học đại học thì lúc đó là con thi test truyền hình đó cô. Là con cũng nên là cái làm chương trình MC trong Danh Tự Thành. Tự lập rồi đúng không? Dạ, chào Thủy Tiên đó là cũng đã có tiền lương rồi. Cho nên là đóng đại học, tiền học là con tự con đóng luôn. Là hết lớp 12 thôi, là gia đình lo tới lớp 12 thôi. Nên là mọi thứ trong cuộc sống là con phải tự biết tính toán, tự biết sắp xếp. Đúng rồi. Mọi thứ nó thành một cái tính cách luôn rồi. Một cái tính cách. Dạ. Mà cho dù con có thay đổi hay không thay đổi thì con đối với Bình đó là sự lựa chọn rồi. Và cái sự lựa chọn đó nó là hạnh phúc của Bình rồi. Nhưng mà ông đúng hay rồi. Lắm cô, có nghĩa là ông đổi con bằng cách là ông thay đổi từ từ hồi nào không hay. Đúng nhưng rồi. Mà con nhận ra được là bây giờ mình thương người này thì mình phải hòa hợp. Chứ bây giờ mình cái này đúng, thật sự là mình hơi quá đáng nè. Mình nhìn mình thấy mình quá đáng đó. Mình nói thay vì đúng là ổng cũng nói một cái câu y chang vậy, nhưng mà cái cách ổng nói làm dễ chịu. Con cũng phải học. Cho nên bây giờ mày phải học làm sao, nhưng mà để mày cái cách mà thể hiện mày nói sao mà cho người đối diện người ta nghe người ta dễ chịu. Và không biết tại sao ổng nói con là khi mà con không vừa lòng cái gì á, con toát ra một nguồn năng lượng. Con không cần phải làm sùm đâu, con nói. Cái đó chưa được nha. Con chỉ cần nói một câu vậy thôi là cái người kia cảm thấy rất là áp lực. Và không những con nghe một mình ổng nói mà con cũng chứng kiến nhiều người cũng nói như vậy với con rồi. Nên là bà thay đổi. Thay đổi từ từ. Dạ, cái cách mình nói sao mà cho nó nhẹ nhàng, còn nếu không thì thôi mình thấy cái đó không vừa lòng mà mình cảm thấy là người đó mình nhắc nhiều lần mà không sửa được thì con đi chỗ khác. Rồi con nhắc nhẹ nhàng với một cái người nào đó mà có thể nói lại. Rồi bây giờ về Bình á, con còn muốn Trinh thay đổi điều gì để mà Trinh trở thành hoàn hảo hơn? Dạ không, con chả bao giờ con muốn vợ mình phải hoàn hảo không phải gì hết, chỉ không, cần là ý là bây giờ con muốn Trinh thay đổi một điều gì nữa thì có thể là hoàn hảo hơn hoặc có thể là sẽ tốt hơn cho Trinh, ví dụ vậy. Giống như cái nóng tính có cần phải bớt lại, tiết chế lại đúng không? Hiện giờ con thấy là gia đình con đã rất là ok rồi, con thấy con hài lòng về mọi thứ. Là không cần phải thay đổi gì. Dạ, con cũng chả cần phải thay đổi sửa gì lắm rồi con. Em cảm nhận hai bạn này có cảm giác như là hai bạn tự dung hòa cho nhau. Đúng á. Rồi. Thí dụ như bạn này thấy cảm giác tự cảm thấy mình làm cái này mình lốt, cái mình tự tiết chế lại. Bình cũng vậy. Dạ. Thật sự tụi con, quá trình tụi con quen nhau là một cái quá trình mà mình tự đi lên nhiều lắm con. Giống như trong hai đứa là đứa nào cũng có cái nhu cầu hoàn hảo cho bản thân. Mà tự giống như con thấy vợ con giỏi cái này, con sẽ gán con học theo cái tính giỏi đó của vợ con. Theo tính ngăn nắp. Ví dụ như vợ con blend cái này, con cũng gán con học. Ví dụ như mình không học được 10, mình cũng học được 4. Học cách mình, trước khi mình làm cái gì đó mình thử mình blend đi. Con thì con dở cái chuyện mà tính toán đường xá, con không bận tâm tới. Đi đâu thì đi, tới thì tới. Rồi giờ mình bắt đầu mình tập tới blend. Mình coi trước cái Google Map đi. Rồi để mình dự trù cái thời gian đi. Rồi bắt đầu mình học những cái đó của vợ mình. Còn vợ con thì tự học những cái cách giao tiếp của con. Cho nên là hai đứa cứ vậy học qua học lại qua học lại. Rồi bên cạnh đó mình học từ những người xung quanh nữa. Con thì con bản thân mình thích học hỏi lắm. Cho nên là ai có đức tính gì tốt con sẽ sáp vô chơi với người ta. Rồi vậy giờ Bình còn Bình có cái tật xấu gì mà con muốn mình thay đổi không? Tật xấu của ổng hả cô? Là hay quên. Ổng ngày xưa lúc mà con quen là anh não cá vàng quá, quên dữ lắm cô ơi. Ngay cả bây giờ đi đường con cũng phải chỉ đường mà. Nhớ đường đi vậy chứ. Có thể giờ mình không chú tâm á. Em không quan tâm tới đường xá, như trong đầu sẽ nghĩ những cái thứ khác. Thì đi lạc làm sao em?
em giống như là những cái tuyến đường chính mình biết rồi, là em đã định hình là đi con đường đó, mình đi đâu đi, mình có lố, mình có lố qua khỏi tuyến đường chính đó, ok, lỡ lố và lo suy nghĩ cái vấn đề khác thì mình đi lại. Giống như con bị cái thói quen bị nghĩ nhiều, không phải như là cái việc gì nghĩ tào lao, như vấn đề ví dụ như hôm nay mình làm một cái việc gì đó, hoặc là mình đóng một cái đó, hoặc là mình nói một cái điều đó, mình thấy ok chưa ta, xong cái lâu lâu cái mình giống như mình ở lên để mình suy nghĩ lại trong cái hoàn cảnh đó, ê sao tự nhiên hôm nay mình lại nghĩ như trong hoàn cảnh đó, mình suy nghĩ vậy, mình cư xử vậy nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hay hơn, nó sẽ có kiến thức hơn, nó sẽ này kia nọ, cái đầu cái lúc đó con sẽ tự tiếp thu cái kiến thức đó vô theo cái cách nghĩ khác. Thì con cứ bị nghĩ suốt vậy đó, cho nên đúng, là lúc nào lái xe cũng là đúng, con cũng không có bận tâm là phải đi đường này phải đi đường kia, cho nên là con khi lười lái xe là vậy, muốn hay đi xe máy thôi để chạy đâu chạy. Rồi giờ mới có một cái tật xấu là hay quên thôi, còn cái tật xấu gì còn nữa gì không? Nữa không? Dạ một xấu nữa là mỗi lần mà có bạn bè đông quá là tao nói vô cuộc vui đó là quên hết mọi thứ luôn. Dạ vui đó, ham vui, vui đó. Đúng rồi. Đó rồi cái thứ ba nữa là ham chơi đồ chơi. À thích nhiều chơi khi á hả, sửa cô độ xe độ tàu rồi nào tới 1-2 giờ sáng con nằm trên đây nhắn tin anh ơi lên ngủ đi, em phải có anh ơi mới ngủ được mới lên. Chiếc xe đồ chơi để mình chơi. Dạ xe đồ chơi mà ngày xưa á là ổng chơi đồ chơi tới giờ vẫn giữ từ lúc nhỏ luôn anh. Cái đó là sở thích. Dạ. Đó là mê. Cái đó cũng không phải tật xấu đâu. Không phải là tật xấu. Cái đó một cá tính, một nhưng cái... mà thí dụ như 1-2 giờ khuya thì cũng kiểu như bị mê vậy đó anh, kiểu như em nhắc nhở Bình cái vụ đó đi, nãy em nhắc cái cặp kia rồi. Nhắc cặp kia rồi. Giống như nhiều khi người ta thích là người ta đi ra ngồi nhậu với bạn bè lai rai tới 1-2 giờ vợ kêu về, còn em không có nhu cầu em đi ra ngoài em nhậu, nhưng mà em thích vô cái phòng của em ngồi em sửa chữa em độ mọi thứ, mà em cứ bị cuốn vô em cứ làm bài. Em bị cuốn quá mà em quên hẳn vợ em. Đó. Đúng rồi. Bây giờ được quyền quên cho tới lúc trinh nó xanh thôi đúng không? Đúng dạ. Rồi đúng rồi. Đúng rồi đó con. Nữa mà có em bé một cái là đó bây giờ anh vừa sửa xe anh vừa ấy con đi em ngủ. Trời ơi mà bây giờ đâu phải mẹ la không đâu, con la nữa. Bé Mia nó cũng ba ơi ba đừng có vậy nữa, ba ơi ba đừng có kia nữa, em về em kia đó. Sửa đồ chơi hoài. Rồi con có mong Bình thay đổi điều gì không? Bớt sửa đồ chơi rồi. Không, những cái tật xấu của Bình á thì nó không phải là xấu mà giống như là không thay đổi được. Giờ người ta đã bị não các bạn hay quên rồi, ví dụ cái hôm qua ăn cái gì hay để đồ đâu ông không nhớ, ông chỉ nhớ những cái mà gọi là ông muốn nhớ thôi. Có những cái vấn quan đề, trọng dạ những cái vấn đề nó xa 80 năm trước ông có nhớ ở mặc đồ gì làm sao, rồi cái chỗ đó ngồi ở đâu, bộ đồ đầu tiên con mặc gặp nhau mặc đồ gì ông cũng nhớ, con không nhớ. Nhưng mà những cái mà cần thiết ông nhớ thì ông quên, cho nên thôi cũng giống như cô nói là bù trừ cho nhau đó, bù trừ đó. Dạ. Coi như không cần thay đổi gì. Cho quyền nó sửa đồ chơi tới 2 sáng đúng không? Thì nói rồi mai mốt là đừng có cằn nhằn nó nha. Bây giờ thì thật sự là con cũng thôi thay vì ông đi ngoài đường, biết ông ở dưới thì mình cũng là trong nhà, nhưng mà sau này có con rồi á, bây giờ anh nếu mà anh sửa ok anh coi cái máy con đi, cái màn hình đi, con có ọ ẹ gì mà đòi bú anh cho con pha sữa cho con bú để em ngủ, nhận trách nhiệm là được đúng không? Trách nhiệm là được, đúng rồi. Dạ. Chứ thật sự thì ông Bình ổng không có cái tính hư tật xấu gì, hút thuốc cũng không, nhậu cũng không, đi cà phê bạn bè đi đâu cũng nói con hết trơn á. Sao hoàn hảo vậy Bình? Có nghĩa là giờ mình cố gắng làm sao mà con biến cái đam mê sửa đồ chơi của con thành cái đam mê thay tã cho em bé. Không, thay tã cho con bú được. Người mê không, con là làm được hết. Không, mê con vẫn mê được. Trai em gái. Dạ, con chưa nói được. Ủa vậy sao vậy? Được không, mà. Cũng có thể có nhiều cái chưa nói ra trước được á chị. Dạ. À vậy hả? À. Dạ. Ồ. Nói chung là giờ con cứ biến cái đam mê đó thành qua cái đam mê này đi là đã lắm. Dạ, không, bây giờ chị Vân thí dụ mình cho hai cái nó cùng song song được không? Vừa đam mê chơi đồ chơi vừa đam mê chăm em bé cũng được mà. Bản thân em giống như em mê đá banh. Bây giờ tự nhiên ai cắt cương mày không được đi đá banh nữa, em khó chịu cho người lắm. Để thời gian đâu mà đi làm nghề? Mình sắp xếp được. Sắp xếp sao được? Sanh đứa ra đi rồi biết là nuôi mất thời gian cỡ nào. Thiệt được luôn mà. Ủa anh có baby chưa? Anh có baby rồi, bé bầu ngư nhà anh được 3 tuổi à, thôi. À đúng rồi, bầu ngư. Là vợ của Ngoan quên Tuyên. Vợ của Tuyên chăm chứ Tuyên có chăm đâu mà. Ồ, chị vậy là chị Vân chưa biết rồi, em chăm em bé giỏi lắm luôn á. Nhiều lúc bà nội là bé Hân đi công việc đi nguyên một ngày 24 tiếng đồng hồ một mình em chăm bầu ngư ở nhà mà. Không? Ăn ngủ tả đồ này nọ mình em lo hết. Là coi như sữa. Vừa chăm em bé nè. Dạ. Vừa đi làm nghề nè, vừa đi không, cái đá banh nè. Cái hôm đó em làm là không thể nào em đi làm nghề, không thể nào em đi đá banh được. Còn đây hả là hai chồng cùng làm nghề luôn đó. Đúng không? Còn mình đây còn có bé Hân ở nhà. Còn đây nó hai đứa luôn đó. Nhưng mà là đam mê mà kêu cắt bỏ tội nghiệp không người ta. Không có cắt. Cái kiểu vẫn dung hòa được. Anh bảo vệ em cái này á. Biến đam mê thành cái đam mê khác thôi chứ không có cắt ha. Thật sự thì con nghĩ trong thời điểm hiện tại thì con vẫn rất là mong chờ em bé ra đời này kia nọ. Thật sự là sẽ có những cái niềm vui lúc đó nó lớn hơn. Bắt đầu mình sẽ cũng sẽ mình sẽ mình gác lại cái đam mê kia. Nhưng mà ví dụ lâu lâu cuối tuần này kia mà mình đúng rồi. Ví dụ như bình thường tuần đá 3 trận
bây giờ anh Tuần cho đá ăn trận đó. Còn nay là sửa tính 2 giờ khuya thì giờ mình sửa 2 giờ chiều đi thì là, không thì em mới ngày hôm trước cũng nói với vợ nói vài bữa đẻ đây chắc vài bữa ba hết đi đua xe quá con, xong cái thì mẹ cũng nói thì đâu có đâu thì ví dụ như anh chăm con thì chăm con, cuối tuần anh có hẹn với anh em đi đua xe thì anh vẫn cứ đua xe đồ chơi đi xe điều khiển nhanh lắm tầm tiếng rồi con, trời cũng tranh thủ lắm, ví dụ như buổi trưa giống như bà Trinh bả đi bả tập yoga ở nhà đi là dắt xe chạy ra đóng mấy cái rồi xong là chạy cái về thì là khỏi đam mê rồi, đúng rồi. Sướng rồi cái đó. Thời gian đua nó không có nhiều, thời gian sửa nó mới mất đâu dạ, chứ còn rồi. Cái thời gian đua có bao nhiêu nói chứ nhìn hai đứa thấy hạnh phúc lắm á. Chương trình nó chỉ mong muốn là tụi con sẽ hạnh phúc như thế này mãi nè. Dạ, rồi em bé sanh ra coi như mẹ tròn con vuông nè ha. Dạ. Mau ăn chóng lớn nè ha. Rồi nó sẽ là một cái gọi là thiên thần xuất hiện trong gia đình để mà gọi là một chất keo kết gọi là kết dính hai đứa càng ngày càng dính lại với nhau. Dạ, chặt cảm ơn ha. Dạ, thấy cái suy nghĩ của mình là Trinh dày cứ cái đà này mà cứ phát triển và ngày càng gắn kết nhiều hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa là ok. Dạ, cảm ơn anh Tuyên. Ừ.